Anh là một thầy giả, kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thịnh phần thì tư Phật, kính bạch chư tâm đức, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta qua bài kinh mới, đại kinh Cổ Quẩn. Nội dung bài kinh này là Đức Phật Ngài nói về ba vấn đề tức là vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly. Đối với các dục, các cảm thọ, các sắc và các cảm thọ, các chư sĩ ngoại đạo chất vấn các thiền kheo nói rằng: Samugotama nói lên sự liễu tri về các dục, các sắc và các cảm thọ. Các ngoại đạo cũng đề cập đến vấn đề thời ấy của giới trì: có sự dị biệt nào giữa Samugotama và các ngoại đạo? Có sự sai khác nào về vấn đề thuyết pháp hay giống? Thì các vị tỳ kheo đã tường trình lên Đức Phật vấn đề này. Đó là duyên sự mà Đức Phật Ngài thuyết. Đức Phật Ngài nói rằng tuy các ngoại đạo nói lên như vậy, nhưng nếu hỏi chúng về vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các dục, đối với các dục, đối với các sắc, đối với các cảm thọ, thời chúng không thể trả lời được. Thưa quý vị, đạo Phật rất là thực tiễn. Khi Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp, Ngài đã trình bày những gì nó là sự thật. Thí dụ như đối với các dục, Ngài không có phủ nhận các dục có vị ngọt, nhưng mà Ngài đã trình bày thêm về cái sự nguy hiểm của các dục và sự xuất ly của các dục. Đó là cứu cánh. Ở trong giáo pháp của Đức Phật, chúng ta hãy nghe bài giảng ngày hôm nay do Đại Đức Pháp Tích, vị giảng sư của chương trình, sẽ trình bày ý nghĩa này. Và bây giờ thì trước nhất xin mời cô Trần Thanh Thủy đọc cho kinh văn, sau đó xin cùng thỉnh để được học tinh thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Tề Siêu đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và con xin đọc bài học hôm nay trình trong bộ kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, bài 13, Đại Kinh Khổ Quẩn,
Maha Dukkhandha Sutta phân đoạn 074 đến 076 sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Mười ba, Đại Kinh Khổ Quẩn Maha Dukkhandha Sutta phân đoạn 074-076. Khổ quẩn nghĩa là sự khổ. Con xin lỗi. Khổ quẩn nghĩa là sự khổ đau qua cái nhìn đa dạng, đa chiều, tổng hợp của nhiều thành tố. Gọi là Đại Kinh Khổ Quẩn vì có hai bài kinh cùng tên, một dài Đại Kinh và một ngắn Tiểu Kinh. Thời ấy, Phật Pháp được quảng bá rộng lớn khắp miền Trung Ấn. Lúc bấy giờ, ngoại đạo thường đưa ra những quan điểm tương đồng với ngụ ý rằng họ cũng có những tinh hoa không khác với lời Phật dạy. Một số tỳ kheo tại Sawatthi khi thất thực nghe gặp các tu sĩ ngoại đạo nói rằng Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục, chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục, chư hiền Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp, chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp, chư hiền Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ, chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ, chư hiền ở đây có sự đặc thù nào, sự dị biệt nào, sự sai khác nào giữa Sa môn Gotama và chúng tôi về vấn đề thuyết pháp hay về vấn đề giáo huấn. Các tỳ kheo trở về bạch lên Đức Thế Tôn, Đức Phật nhân đó dạy về khổ qua ba khía cạnh, diện ngọt, nguy hiểm và sự xuất ly. 074, một sự so sánh khập khởi, khập khiển. Câu chuyện bắt đầu từ sự so sánh của ngoại giáo mà chư tỳ kheo nghe được. Kinh văn, như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sawatthi, tại Chetavana Kỳ Đà Lâm trong giường ông Anathapindika các cô độc. Lúc ấy nhiều tỳ kheo buổi sáng đắp y cầm y bát và thành Sawatthi khất thực. Rồi các tỳ kheo ấy suy nghĩ, nay còn quá sớm để đi khất thực ở Sawatthi, chúng ta hãy đi đến ngôi giường các du sĩ ngoại đạo. Các tỳ kheo ấy đi đến ngôi giường các du sĩ ngoại đạo, nói lên những lời chúc tụng hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với các tỳ kheo đang ngồi xuống một bên, chư hiền Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục, chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục, chư hiền Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp, chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp, chư hiền Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Chư hiền, ở đây có sự đặc thù nào, sự dị biệt nào, sự sai khác nào giữa Sa môn Gotama và chúng tôi về vấn đề thuyết pháp hay vấn đề giáo huấn? Các tỳ kheo ấy không hoan hỷ cũng không chỉ trích những lời nói các du sĩ ngoại đạo. Không hoan hỷ không chỉ trích. Các tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, từ biệt với ý nghĩ. Chúng ta sẽ học ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn. Rồi các tỳ kheo ấy sau khi khất thực ở Sawatthi, khi ăn xong và đi khất thực trở về, liền đến chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con buổi sáng gấp y, cầm y bát vào thành Sawatthi, khất thực. Bạch Thế Tôn, rồi chúng con suy nghĩ, nay còn quá sớm để đi khất thực ở Sawatthi, chúng ta hãy nghĩ đến ngôi giường các du sĩ ngoại đạo. Bạch Thế Tôn, rồi đến ngôi giường các du sĩ ngoại đạo, sau khi đến xong nói lên những lời chúc tụng hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với chúng con đang ngồi một bên, chư hiền Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục, chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục, chư hiền Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp, chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp, chư hiền Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ.
Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Chư hiền, ở đây có sự đặc thù nào, sự dị biệt nào, sự sai khác nào giữa Sa môn Gotama và chúng tôi về vấn đề thuyết pháp hay vấn đề giảng huấn? Bạch Thế Tôn, chúng con không hoan hỷ, không chỉ trích những lời nói các du sĩ ngoại đạo, không hoan hỷ, không chỉ trích. Chúng con từ chỗ ngồi đứng dậy, từ biệt về ý nghĩ. Chúng ta sẽ học ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn. Này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo nói như vậy cần được trả lời như sau. Chư hiền, thế nào là các vị ngọt các dục? Thế nào là sự nguy hiểm? Thế nào là sự xuất ly? Thế nào là vị ngọt các sắc pháp? Thế nào là sự nguy hiểm? Thế nào là sự xuất ly? Thế nào là vị ngọt các cảm thọ? Thế nào là sự nguy hiểm? Thế nào là sự xuất ly? Này các tỷ kheo, khi được hỏi vậy, các du sĩ ngoại đạo không thể trả lời được và sẽ bị mắc vào các khó khăn khác. Vì sao vậy? Này các tỷ kheo, vì vấn đề này không thuộc khả năng hiểu biết của họ. Này các tỷ kheo, ta không thấy một ai trong thế giới này giới chư thiên, Ma Ra, Phạm Thiên, giới chúng Sa Môn, Bà La Môn, giới chư thiên và loài người mà câu trả lời các câu hỏi được chấp nhận, trừ Như Lai, đệ tử Như Lai và những ai được nghe hai vị này. 075. Vị ngọt của các dục. Các dục ở đây chỉ cho năm cảnh: khiên dục, tham sanh khởi, là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc. Vị ngọt của các dục là những khoái lạc do năm trần cảnh mang lại. Chánh văn: và này các tỷ kheo, thế nào là vị ngọt các dục? Này các tỷ kheo, có năm pháp tăng trưởng dục này. Các sắc pháp cho nhãn căn nhận thức: khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục hấp dẫn. Các tiếng do nhĩ căn nhận thức, vân vân. Các hương do tỷ căn nhận thức, vân vân. Các vị do thiệt căn nhận thức, vân vân. Các xúc do thân căn nhận thức: khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục hấp dẫn. Này các tỷ kheo, có năm pháp tăng trưởng dục như vậy. Này các tỷ kheo, y cứ vào năm pháp tăng trưởng dục này, có lạc hỷ khởi lên, như vậy là vị ngọt các dục. 076. Sự nguy hiểm của các dục là những hệ lụy do ham muốn dục là tạo nên. A. Phải làm lụng cực khổ vì mưu cầu dục lạc, đó là cái giá phải trả. Kinh văn: này các tỷ kheo, thế nào là sự nguy hiểm các dục? Ở đây, này các tỷ kheo, có thiện nam tử nuôi sống với nghề nghiệp như đếm ngón tay, như tính toán, như ước đoán, như làm ruộng, như buôn bán, như chăn bò, như bắn cung, như làm công cho vua, như làm một nghề nào khác. Người ấy phải sống đỡ lạnh, phải chống đỡ nóng, phải chịu đựng sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng, mặt trời, các loài bò sát, bị chết đói, chết khát. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục. Thiết thực hiện tại thuộc khổ quẩn, lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục. B. Mưu cầu nhưng không như ý, sanh đau khổ. Kinh văn: này các tỷ kheo, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, nhưng các tài sản ấy không được đến tay mình, vậy ấy than vãn, buồn phiền khóc than, đắm ngực, mê man bất tỉnh. Ôi, sự nỗ lực của ta thật là vô ích, sự tinh cần của ta thật sự không kết quả. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, vân vân, như trên, vân vân, là nguyên nhân của dục. C. Có được mà giữ được lại là một gánh nặng khác. Kinh văn: này các tỷ kheo, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, và các tài sản ấy được đến tay mình, vì phải hộ trì các tài sản ấy, vì ấy cảm thọ sự đau khổ, ưu tư. Làm sao các vua chúa khỏi cướp đoạt chúng? Làm sao trộm cướp khỏi cướp đoạt chúng? Làm sao lửa khói đốt cháy, nước khỏi cuốn trôi? Hay các kẻ thừa tự không xứng đáng khỏi cướp đoạt chúng?
Dầu vị ấy hộ trì như vậy, giữ gìn như vậy, vua chúa vẫn cướp đoạt các tài sản ấy, trộm cướp vẫn cướp đoạt, lửa vẫn đốt cháy, nước vẫn cuốn trôi, hay kẻ thừa tự không xứng đáng vẫn cướp đoạt chúng. Vị ấy than vãn, buồn phiền, khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh. Cái đã thuộc của ta, nay ta không có nữa. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, vân vân, như trên, vân vân, là nguyên nhân của dục. Danh lợi là đầu mối của tranh chấp, kinh văn. Lại nữa, này các tỷ kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, vua tranh đoạt với vua, sát đế lỵ tranh đoạt với sát đế lỵ, bà la môn tranh đoạt với bà la môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với anh tranh đoạt với chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi họ đã dấn mình vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt, họ công phá nhau bằng tay, họ công phá nhau bằng đá, họ công phá nhau bằng gậy, họ công phá nhau bằng kiếm. Ở đây, họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, vân vân, như trên, vân vân, là nguyên nhân của dục. E, tham vọng dẫn đến chiến tranh. Kinh văn, lại nữa, này các tỷ kheo, do dục làm nhân, vân vân, do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ dàn trận hai mặt, và tên được nhắm bắn nhau, đao được văng ném nhau, kiếm được dung chém nhau, họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng dao, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây, họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, vân vân, như trên, vân vân, là nguyên nhân của dục. F. Dục tham dẫn đến tội ác, khiến người ta trả giá bằng sự trừng phạt của luật pháp. Kinh văn, lại nữa, này các tỷ kheo, do dục làm nhân, vân vân, do chính dục làm nhân, họ đột nhập nhà cửa, họ cướp giật đồ đạc, họ hành động như kẻ cướp, họ phục kích các đường lớn, họ đi đến vợ người. Các vua chúa khi bắt được một người như vậy, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tay, họ cắt mắt, họ cắt mũi, họ xẻo tay cắt mũi. Họ dùng hình phạt giặt dầu, họ dùng hình phạt bối đồi hình, xẻo đỉnh đầu thành hình con sò. Họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình, vân vân, hỏa mang hình, lấy lửa đốt thành dòng hoa, vân vân, chút thủ hình, đốt tay, vân vân, khu hành hình, lấy rơm bệnh lại rồi siết chặt, vân vân, bi y hình, lấy vỏ cây làm áo, vân vân, linh dương hình, hình phạt con dê núi, vân vân, câu nhục hình, lấy câu móc vào thịt, vân vân, tiền hình, cắt thịt thành hình đồng tiền, vân vân, khói chấp hình, vân vân, chuyển hình, vân vân, cao đạp đài, vân vân, họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây, họ đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm của dục, vân vân, như trên, vân vân, là nguyên nhân của dục. C. Dục tham khiến chúng sanh tạo ác nghiệp, để rồi từ đó dẫn đến tái sanh vào khổ cảnh. Kinh văn, lại nữa, này các tỷ kheo, do dục làm nhân, vân vân, do chính dục làm nhân, họ sống làm các hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý. Do họ sống làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý, khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, đưa đến đau khổ tương lai, là khổ quẩn,
do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nhân duyên, do chính dục làm nhân. Này các tỷ kheo, thế nào là xuất lý các dục? Này các tỷ kheo, đây là sự điều phục dục tham đối với các dục. Sự đoạn trừ dục tham như vậy là xuất ly các dục. Này các tỷ kheo, những sa môn, bà la môn, bà la môn nào không như thật tuệ tri vị ngọ các dục là vị ngọ như vậy. Sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy. Sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định sẽ không như thật tuệ tri các dục của họ. Họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự. Nghĩa là như thật tuệ tri các dục, sự kiện như vậy không thể xảy ra. Này các tỷ kheo, những sa môn bà la môn nào như thật tuệ tri vị ngọ các dục là vị ngọ như vậy. Sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy. Sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định sẽ như thật tuệ tri các dục của họ. Họ cũng có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự. Nghĩa là như thật tuệ tri các dục, sự kiện như vậy có xảy ra. Nên cẩn thận. Đức Phật không nói là các dục chỉ mang lại đau khổ giống như người ta thường nói, đời là khổ. Mà Ngài dạy rõ dục là có vị ngọt, có nguy hiểm và sự xuất ly. Đây là cách nói thực tiễn, khách quan và toàn diện. Chúng con thành kính, và con đã đọc xong phần chánh văn. Chúng con thành kính cung thịnh và Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tha Giá. Dạ. Không biết quý vị nghe chúng tôi. Dạ, quý vị nghe âm thanh nó có bị ồn. Thì kính bạch chư tăng. Dạ, do chúng con đang đi ở trên xe lửa đi ra Bình Định. Dạ. Đi trên xe lửa. Nó bị trục trặc. Cuối cùng bây giờ phải ngồi ngay chỗ cái hành lang của mọi người người ta đi qua lại. Dạ, nghe tốt rồi hả? Dạ. Dạ. Dạ, thật ra nếu mà âm thanh có chút chật xin quý ngài quan hỷ cho con và xin quý vị thông cảm. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Con là đảnh lễ đến kính định cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô chú mẫu, các vị thiện nam thiện nữ. Dạ, một lần nữa xin nói cho quý vị biết rõ do hôm nay chúng tôi đi Bình Định mà bị đặt vé nó trục trặc. Dạ. Bị vé nó bị trục trặc. Lúc trước chúng tôi đi vé thì nó tốt, chúng tôi được ở trong một cái phòng nó không có bị tạp âm nhiều. Mà hôm nay do cái vé nó bị sai lệch giờ, thành ra cuối cùng không có vé để đi ra ngoài Bình Định, nên nó nối giữa hai cái to xe lửa, ngồi ở phía giữa, thành ra nó rất là ồn. Thành ra mong quý ngài quan tỷ giùm con và mong quý vị thông cảm ha. Rồi, kính thưa quý vị, hôm nay thì bài học của chúng ta nói về một cái bài kinh Đại Khổ Quẩn. Đại Khổ Quẩn Túc Khá Thường đã hình dung ra được rồi. Cái gì mà khó chịu nó cũng là khổ, cái gì mà nó không có vừa lòng nó cũng là khổ. Kiều nói đến cái ngũ quẩn tổng hợp cái ngũ quẩn sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, những cái quẩn này hãy mà đụng đến nó là chúng ta cảm thấy
chỉ cái sự khổ. Vậy thì cái bài kinh này đó, nó được bắt đầu là do các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Thế Tôn vào cái lúc đó, đó các vị đi cất phật, nhưng mà do còn sớm nên các vị đã đi đến viếng thăm ở bên những cái du sĩ ngoại đạo. Thì khi mà đi đến những cái du sĩ ngoại đạo đó thì những cái du sĩ đó mới nói rằng là với các vị là Đức Thế Tôn thuyết giảng về sắc quẩn, thọ quẩn, tử quẩn, hành quẩn, vân vân. Thì đối với chúng tôi là chúng tôi cũng thuyết giảng về thọ quẩn. Tôi và khác biệt với nhau, có gì đó khác biệt với nhau. Thì khi mà nghe nói như vậy đó, thì các vị đệ tử của Đức Phật, các vị tỳ kheo không có quan tâm, nhưng mà không có trả lời. Các vị tỳ kheo mới đi về để mà coi như là nói với Đức Phật, đi về nói với Đức Phật. Thì khi mà rời bỏ cái chỗ đó rồi đó, sau khi các vị mà đi khất thực độ ngõ xong rồi á, các vị mới về bạch với Đức Phật. Cái chuyện hồi sáng nó xảy ra vậy đó, thì các vị mà kể lại cho Đức Phật nghe, thì Đức Phật mới nói rằng là đối với những cái du sĩ ngoại đạo đó, các vị tỳ kheo phải trả lời cho những cái vị đó biết là cái vị đó nói về sắc, chứ không biết về cái vị ngọt của sắc, rồi biết về cái sự nguy hiểm của sắc không, rồi biết về cái sự mà yểm ly không. Đó, thì khi mà được nói như vậy á, Tôn giả gọi Đức Phật, chỉ có Đức Phật và đệ tử của Đức Phật thôi mới chờ, mới biết rõ, mới biết tường tận về những cái vấn đề này. Chứ đối với các vị thiên ma, chư thiên, phạm thiên, hoặc là những cái vị sa môn và la môn mà ngoài Đức Phật và ngoài đệ tử Đức Phật, thì những cái người đó không thể nào mà biết được những cái vị hiện này. Đó, thì lúc đó Đức Phật đã nói với các vị tỳ kheo như vậy, rồi Đức Phật đã giải thích cho các cái vị tỳ kheo nghe về cái vị ngọt của cái quẩn này. Có nghĩa là đối với sắc quẩn hoặc là đối với tổng hợp quẩn này, không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi. Nếu mà quý vị nghe được thì quý vị quan tâm cho chúng tôi biết một cái tín hiệu nha. Dạ, cảm ơn. Khi mà sư có bị gấp bính chị Dương Quỳnh điện thoại cho sư Nghiêm Đức đó. Dạ, điện thoại cho sư Nghiêm Đức báo cho sư. Thì ở trên xe lửa này là coi như là sư chỉ tập trung vô giảng thôi, chứ cũng không có chịu nổi tiếng ồn nó ở bên ngoài. Dạ, xã thủ và sư Nguyễn Thập. Thì quý vị thấy rằng đối với cái vị ngọt này có nghĩa là như thế nào quý vị? Đối với mắt mà chúng ta thấy cái cảnh sắc, tai chúng ta nghe tiếng, mũi chúng ta ngửi mùi, chúng ta nếm vị, thân của chúng ta xúc chạm, thì quý vị thấy rằng thật sự ra đó, khi mà mình nghe nói đến mình không có biết cái vị ngọt là cái gì. Chứ nếu mà chúng ta mà có cái sự mà nghĩ lại đó, thì chúng ta thấy rằng nó đều có những cái vị ngọt ở trong những cái lúc mà chúng ta tiếp xúc với cảnh. Cũng như bây giờ chúng tôi nói một cái chuyện mà đơn thuần cho mình dễ hiểu thôi, đơn thuần cho mình dễ hiểu thôi. Quý vị thấy rằng có những người á, người ta ngồi người ta nghe pháp một tiếng đồng hồ ngồi không nổi, hoặc là ngồi làm việc một tiếng đồng hồ làm không nổi. Nhưng mà nếu mà cho người ta ngồi với một tiếng, một cái đối tượng gì đó người ta thích thú, ví dụ như giờ mình ngồi mình nói chuyện, mình tán gẫu đi, mình tán gẫu với ai đó, thì quý vị thấy rằng có những người, ví dụ như người ta nói là hàng nguyên tâm sự, suốt cả đêm người ta ngồi người ta nói cái chuyện này chuyện kia, thì thật sự ra đó, những cái đó nếu mà nó không có cái vị ngọt
thì làm sao mà người ta ngồi được vài tiếng đồng hồ? Hoặc là mình thấy trước kia đó cái Phật pháp thì mình ngồi mà mình tin mất dài giờ đồng giờ, thì những cái khác là chúng ta làm được, nhưng mà chúng ta ngồi chúng ta coi phim được. Thì chúng tôi nói ra những cái điều này á, để cho chúng ta biết được rằng là nó có những cái vị ngọt trong đó, ra bỏ ra cái tiếng đồng hồ dài để mà chúng ta ngồi chúng ta, hoặc là chúng ta ngồi chúng ta nghe, hoặc là chúng ta ngồi chúng ta chiêm nghiệm một cái gì đó. Có những người á, có những cái món đồ cổ hoặc là những cái bức tranh cổ, người ta ngồi người ta coi biết, người ta cứ chụp tâm đó, người ta coi ở đó nó có thành của mình, nói với quý vị chúng ta mới làm ra được nó khó khăn lắm, chúng ta mới làm ra được các cái dụng này. Thì đối với những gì mà trong đời của chúng ta mà chúng ta hưởng thụ, thì quý vị thấy rằng những cái đó gọi là những cái dụng công đức, mà những cái dụng này là nó làm cho chúng ta đó sẽ bị sai đó. Chúng ta rằng là chúng ta phải làm đúng ra mình muốn có được những cái tài sản và có được những cái cảnh gì đó để mà chúng ta hưởng thụ, thì chúng ta phải bỏ ra chúng ta phải bỏ ra cái công sức của chúng ta, cái sự siêng năng để mà chúng ta làm ra những cái điều đó. Quý vị ví dụ như quý vị thấy rằng mình muốn có được một cái mền hoặc là một cái gì đó để mà chúng ta thì chúng ta phải làm những cái nghề nghiệp này, những cái nghề nghiệp kia. Ai mà có phước thì có những cái nghề nó lương thiện, ai không có phước thì phải làm những cái nghề mà nó thuộc về mà nó bất thiện, hoặc là cái nghề nó khổ cực. Quý vị thấy rằng mình đừng có nói rằng là thời nay, thời xưa đó có những vị mà đệ tử của Đức Phật, ví dụ như là trong cái trường hợp mà Xuất Ni Tá, quý vị thấy Xuất Ni Tá trước khi được xuất gia đó thì đối với cái vị Xuất Ni Tá này là một cái người mà quét rác, là một cái người mà công nhân đi quét đường. Khi mà đi quét đường thấy Đức Phật và Chư Tăng đi ngang qua, cái vị này muốn trốn nhưng mà không có trốn được do cái quay đường của Đức Phật. Rồi Đức Phật mới hỏi cái vị này muốn xuất gia không? Vị này mình thương con có thì Đức Phật mới cho cái vị đó xuất gia. Thì chúng tôi kể ra cái câu chuyện này để chúng tôi muốn nói rằng là có những người có phước báo thì chúng ta có những cái nghề nghiệp chân chánh, có những người có phước thành ra người ta phải làm những cái nghề nghiệp này, những nghề nghiệp kia. Chúng tôi ở xung quanh chùa đó, chúng tôi thấy có những người ở trong thời nay đó, quý vị biết rằng là người ta còn phải đi đánh bắt cá, người ta đi bắt cá để mà người ta bán, để mà người ta xác tanh, để mà người ta đổi lấy vài cái chén gạo ở trong cái đời sống thường ngày của ta. Thì chúng tôi kể ra những cái điều này để chúng tôi muốn nói rằng là ở trong cái bài kinh này, ở trong cái đoạn này nói rằng là chúng ta muốn có những cái dụng công đức là nó phải trải qua những cái sự mà làm cái nghề này nghề kia. Có người thì có phước làm được cái nghề hợp pháp, có người không có phước thì làm những cái nghề bất hợp pháp. Rồi chung quy để làm ra cái gì vậy? Chung quy để đổi ra cơm áo gạo tiền đó. Vậy mà mình khi mà mình giảng thì người ta thấy rằng là nó dễ ra đó, ở trong đời sống không có ai chú ý đến cái điều này. Rồi khi mà mình làm ra đó, mình có được tài sản đó, rồi bị thấy rằng đó, rồi mình bị cái gì nữa quý vị? Đó, chưa chắc ai cũng làm ra có tài sản được. Có người ta cũng siêng năng lắm, người ta cũng tinh tấn, người ta cũng làm. Nhưng mà không có như ý nguyện của người ta.
có nghĩa là người ta bỏ ra nhiều cái thời gian để mà người ta làm, nhưng mà cuối cùng thì tài sản nó không có đến được chúng ta, rồi lúc đó người ta cũng buồn rầu. Có những người mà người ta phải nói là người ta đi đến cái tự vận luôn, cũng như ở mới đây ở Việt Nam chúng ta là có một đó ở Mao, thì biết rằng từ tổ chết mất thư để lại á, cái lá thư để lại á, thì cổ xin những cái tiền cúng điếu, những cái tiền cúng điếu của mọi người người ta đi cúng á, thì cổ xin cái phần tiền đó đó để dành đóng tiền cho con của cổ đi học, đứa con trai của cổ đang đi học, thành ra cổ xin cái tiền cúng điếu đó, đó để dành cho đóng tiền học. Thì thấy rằng ở trong sinh, trong kinh á, trong cái bài kinh này á, nói rằng là có những người người ta nỗ lực, người ta làm, rồi khi mà người ta làm á, nó không có được cái tài sản mà giống như cái ý nguyện của người ta, thành ra người ta cũng không được, cũng bất tội nguyện với người. Thành ra đó, cái vị ngọt nó có, nhưng mà cái nhân mà nó sanh ra cái đau khổ là nó cũng có. Rồi có những người á, quý vị thấy rằng chắc có lẽ rằng chúng tôi nghĩ rằng học này cái tài sản của mình là coi như mình nó đã cực rồi, rồi mình gìn giữ nó còn khó hơn quý vị, nó còn khó hơn. Quý vị thấy rằng có những người là coi như là người ta khi mà người ta có tài sản rồi tự nhiên do một cái chuyện gì đến như người ta đó, bị dục còn thôi, bị thiên tai nước cuốn trôi, rồi lửa đốt cháy, hoặc là bị trộm cướp, hoặc là bị cái người mà người ta thừa tự nó không có xứng đáng đó, thì quý vị thấy rằng đủ thứ chuyện nó xảy ra, đủ thứ chuyện nó xảy ra hết. Thành ra đó, người ta không biết được cái nguy hiểm ở trong cái những cái gì mà mình có được đó. Rồi quý vị thấy rằng là khi đó, khi mà có tài sản rồi sao quý vị bị tranh chấp, bị tranh chấp đủ thứ hết. Thành ra đó, quý vị thấy rằng là đối với những người mà người ta làm quen, người ta cũng tranh chấp với nhau, những người thương mua cũng tranh chấp với nhau, những thậm chí đó, mà quý vị thấy rằng đó, có những vị bà la môn cũng tranh chấp lẫn nhau. Từ cái tranh chấp đó đó rồi đi đến cái sự mà bắn giết nhau bằng cái cách này bằng cách kia đó. Thành ra đó là quý vị thấy rằng là coi như là đối với cái ngũ quần thì nó khổ đó. Rồi xong nữa, rồi có người ta những nghiệp cũng do những cái nhu cầu đời sống của mình, cơm áo gạo tiền đó, cũng do những cái nhu cầu đó mà như hồi nãy chúng tôi nói, nếu mà mình có phước á thì mình có những cái nghiệp chân chánh, tài sản của những người mà người ta vô phước, người ta phải tạo ra những cái tài sản đó bằng những cái nghề nghiệp nó bất chánh, ví dụ như là phải trộm cắp, hoặc là phải làm những cái nghề sát sanh, phải làm những cái nghề mà mua bán những cái dao, những cái móc câu, hoặc là những cái đồ này đồ kia, chất tay vân vân, để mà có được tài sản. Ngay trong hiện tại thì bị xã hội lên án, rồi sau khi thân ngoại mạng chung sẽ bị rơi vào khổ cảnh, có nghĩa là càng cái sự đau khổ càng ngày nó càng đi đến đau khổ đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng ở trong cái phần đầu của bài kinh luận này, quý vị thấy rằng là đối với cái sắc của ngộ ngực, nói chung là cái nguồn tầm quát là được cảm nhận là nó có vị ngọt, nhưng mà cuối cùng thì quý vị thấy rằng là chung quy là mình tính ra theo cái cách nào được ngộ đó. Mà nếu mà bây giờ mà chúng tôi nghĩ rằng đó, mình kể về điều đó, có nghĩa là chúng ta không bị vua tịch thu, hoặc là chúng ta không bị nước cuốn trôi, lửa đốt cháy, chúng ta không có bị những cái tai nạn đó. Nhưng mà cuối cùng thì sao quý vị? Những cái đồ đó thì nó cũng phải tan biến, nó cũng phải bị theo cái định lực kia vô thường, nó sẽ chi phối rồi nó cũng tan rụi thôi. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong những cái thời gian gần đây, bệnh dịch nó cũng đến, rồi thiên tai nó cũng đến,
rất là nhiều chuyện nó sẽ đến với cuộc đời của chúng ta. Thành ra chúng ta thấy rằng là Đức Phật đã nói rồi, ở trong cái vị ngọt này nó chắc chắn là nó có những cái nhân đem đến cái sự đau khổ, mà trong những cái vị ngọt này chúng ta phải có cái sự mà điểm ly, mà có nghĩa là chúng ta phải biết cái sự nguy hiểm đó. Khi mà chúng ta biết được cái sự nguy hiểm đó rồi thì chúng ta sẽ cố gắng để mà chúng ta điểm ly. Thì đây là cái phần đầu của bài kinh Đại Khổ Quẩn. Thật ra đó thì con kính bạch Như Tăng, con ngày hôm nay đó thì con nhìn thấy bài kinh này thì con rất là hoan hỷ, và con rất là muốn thuyết giảng cho nó được đầy đủ. Nhưng mà cuối cùng cái vé của con đi ở Bình Định đó thì nó bị trục trặc, thành ra bây giờ con phải ngồi giữa hai cái to, con ngồi trên giữa, thành ra con công sức của con, tại vì cái tiếng của xe lửa bên ngoài nó chạy nó ồn quá, thành ra con ráng con giảng hết cái công sức của con, thành ra mới có trong vòng có 30 phút mà con đã bị khô cổ rồi. Con tiếp tục nói gì không? Thành ra con xin kết bài giảng này, con mong và con mong quý ngài quan hỷ cho con. Con xin được tạm thôi và cũng xin cáo lỗi với đại chúng. Bây giờ thì con xin được dứt lời. Với cái phần phước này, con xin dâng đến Duy Tôn Đức Tăng và chia điều quý cô tu nữ, vị thiện nam chính nữ, và cũng xin hồi hướng phước này đến các vị chư thiên và các vị chư thiên ở trên cái chiến tàu chúng tôi đang đi, cùng với chúng sanh trong ba giới cũng lo quan hệ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Phật A Di Đà. Sa thủ kính chân đại đức Phật Tính. Thưa quý vị, xin được tán thán đại đức Phật Tính, mặc dù đang đi ở trên xe lửa nhưng mà cũng cố gắng vào, mặc dù chỉ giảng được 30 phút nhưng mà rất là quý. Và thưa thầy Siêu, không biết thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thưa thầy Siêu đang có ở trước máy, xin thưa tọa quan hỷ cho biết. Một lần nữa xin được hỏi thưa đạo tự siêu, thưa đạo có mặt ở trước máy không? Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tân nghe được, xin thỉnh thượng tọa có nghĩ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Tân, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có nghe được không vậy? Dạ. Sư Nguyên Thông, ở đây chúng ta nhìn cuộc sống qua một góc nhìn khác, là bởi vì ngũ dục, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, nên tạo ra nhiều cái hệ lụy của khổ đau, như là sự tranh chấp, như là sự khổ công tìm kiếm, như là phải khổ công gìn giữ, vân vân. Thì cái nhìn này đó nó có khác với cái nhìn mà chúng ta thường nghĩ rằng những gì mình có được ở trong đời này, dù là dục lạc hay danh lợi, nó do cái phước của mình không? Và nếu nó do phước của mình á, thì nó là một điều rất là đáng tán thưởng. Ví dụ như là bây giờ mình ra đời, mình lao vào cuộc đời, mình có danh có lợi, mình lao vào cuộc đời, mình có tiền bạc, thì cái đó là có phước hay không có phước? Nếu nó không có phước thì làm sao mình có được? Và nếu có phước á, thì tại sao nó tạo chúng ta nhiều cái hệ lụy khổ đau như vậy? Xin kính thỉnh ý kiến của Sư Nguyên Thông. Thưa sư phụ, con xin được trả lời câu hỏi mà của sư phụ vừa đặt ra. Kính thưa sư phụ, cái câu hỏi của sư phụ là cái cốt lõi của giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
là bởi vì chúng ta là những người chúng sanh sinh ra trong trần gian này có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý. Và có mắt tai mũi lưỡi thân ý là chúng ta ở trong trần gian này thì chúng ta mang đến tất cả những cái nghiệp ác mà chúng ta đến trần gian này. Mà nếu mà chúng ta là có đầy đủ những cái phương tiện sinh sống và có một cuộc sống thoải mái thì có thể nói một cách nào đó ở trong trần gian này thì chúng ta là có phước. Nhưng mà chính cái phước đó cũng là cái mà khiến cho chúng ta bị sanh tử luân hồi trong trần gian này mãi mãi. Cho nên đứng về phương diện mà giác ngộ thì cái người mà trí phải dùng cái thân ngũ quẩn này, cái thân vô thường này, cái thân mà biến hoại này, cái thân dơ bẩn nhơ nhốt này, cái thân mà Đức Phật gọi là khi mà Ngài nói với lại cha mẹ của ông bà Mahakandiya là cái thân này đầy cức đái, hôi thối mà dẫm lên đụng cái chân vào thì cũng không có thèm đụng chân vào nữa. Và cái câu nói đó là khiến cho ông bà chứng tam quả, mà ngược lại người con gái của ông bà đó đem lại kinh gả cho Đức Phật thì đã mang cái oán thù đối với Ngài. Vậy cho nên khi mà chúng ta có cái phước báo của thế gian này thì hãy dùng cái thân thể này để mà làm những thiện sự và tu tập những lời giảng dạy của Đức Phật, thì đó là con đường mà tất cả những người chân tử có mặt trong đạo tràng này đang thực hiện. Vì vậy cho nên nói một cách nào đó thì cái phước báo của trần gian này là phước vật, phước đức và phước trí này, thì cũng là một cái điều có phước cho những chúng sanh ở trần gian này, mà may mắn thay cho chúng ta, may mắn thay cho những người đang có mặt trong trần gian này đã tiếp nối được những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây hơn 2564 năm, để mà tự mình nhờ cái lời giảng dạy của Đức Phật mà noi theo đó để mà hành thực hành. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy rằng cái cách cúng dường Thế Tôn một cách cao thượng nhất, tức là thực hành theo lời Ngài dạy. Mà khi chúng ta thực hành theo lời Ngài dạy thì ta đã hưởng được những cái phước đức, phước báo mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn chúng ta có được, là thoát sanh tử, thoát khỏi sanh tử luân hồi khi mà thực hiện cái lời giảng dạy của Ngài. Có thể là trong một kiếp, hai kiếp, ba kiếp không được, thì trong chục kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp và a tăng tỳ kiếp thì chúng ta sẽ miên mật mà hành trì cái giáo pháp mà chúng ta đã học được của Đức Phật Thích Ca. Khi mà chúng ta đã tạo được nhiều cái parami rồi thì chính những cái parami đó có thể giúp chúng ta có đầy đủ trí tuệ mà khi thực hành giáo pháp của Ngài dạy có thể chứng được những tầng thiền và những đạo quả sơ nhị tam chí quả. Kính thưa sư phụ, đó là cái câu nói là một người có địa vị, có tiền bạc là phước hay là hệ lụy, thì ở một cái khía cạnh thế gian thì đó là phước, nhưng mà ở khía cạnh giải thoát thì đó là một cái hệ lụy, là chúng ta phải vì có cái phước đó cho nên chúng ta phải trở lại trần gian này để mà hưởng. Cho nên tất cả những bậc tam quả và tứ quả thì khi mà họ thấy được điều đó rồi thì tất cả cái hành động khẩu ý của họ đều là dùng cái kriya chitta, tức là cái tâm tố, là tâm duy tác để mà làm hành động ở trần gian này để giúp đỡ cái chúng sanh thấy được con đường. Mà chính hành động đó không tạo cho Ngài có phước để Ngài trở lại trần gian này nữa. Cho nên đó là những cái lý do mà có cái phước là có địa vị, có tiền bạc thì là phước của thế gian, nhưng mà nó là một cái hệ lụy cho cái sự giải thoát, và là phải trở lại trần gian này để hưởng hay là chịu những cái quả báo đó. Và vì vậy cho nên là những người mà có trí tuệ thì hãy dùng cái trí tuệ của mình may mắn là được tiếp nối được cái dòng chảy mà Đức Ca Mâu Ni đã giảng cách đây hơn 24 năm để mà thực hành, đang thực hành, dẫn gắn thực cửa tạo được nhiều cái ba, thì hy vọng một ngày đẹp trời nào đó đó thì chúng ta có thể chứng được những tầng thiền ở trong cái thế gian này. Còn những đạo quả thì có lẽ là phải chờ một vị chánh biến tri nữa sẽ giúp đỡ chúng ta để có thể thành đạo quả mà gọi là
Savaka Buddha tự mình bây giờ mà chứng đắc mà không có cái sự giúp đỡ của một vị chánh biến tri thì thậm lẽ giờ chúng ta là Bắc Giới Ca Bút Thá hay là Samma Bút Thá thì cái điều đó là không có thể được. Nhưng mà phải chờ đợi cho đến vị Samma Sambuddho sắp tới là vị Maitreya tức là Đức Phật Di Lặc thì có thể là chúng ta bây giờ đang kết tập những cái parami để chờ ngày đó mà chúng ta sẽ gặp được Đức Phật để giảng dạy chúng ta và hy vọng chúng ta sẽ giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, đó là cái sự suy nghĩ của con về câu hỏi này. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói không đúng, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trao mãi là cho sư phụ. Sa thú, xin trình sư Nguyên Thông. Bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua câu hỏi số 2. Câu thảo luận này kính thỉnh thưa Thọ sư Hoàn Vĩ giải thích. Bạch thưa Thọ sư, bài kinh ngày hôm nay khi mà chúng ta nói về sự nguy hiểm của các nghiệp lạc thì chúng ta thấy điều đó rất là rõ ràng, đặc biệt rất là rõ ràng qua nhiều cách trình bày của Đức Phật. Bây giờ là có người, bây giờ chúng ta hoàn toàn đồng ý với những sự nguy hiểm này. Nhưng mà đặt một câu hỏi rằng, nếu dục lạc là nguy hiểm mà sống không có dục lạc thì chúng ta có hạnh phúc hơn không? Và có cái thứ hạnh phúc nào mà chúng ta có thể có được trong cuộc sống mà nó không có hệ lụy? Xin kính đem chúng ta quan nghĩ dạy về điểm này. Anh là một thầy, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, khi nói đến cái hạnh phúc của dục lạc thì chúng sinh phàm phu vì không có cái hạnh phúc nào khác thay thế cho nên họ mới cảm thấy cuộc sống này mà thiếu dục lạc. Không có cái ý nghĩa, không có hạnh phúc. Và mặc dù chúng sinh phàm phu biết hay không biết dục lạc là hệ lụy, là có sự nguy hiểm, nhưng mà
nên trở thành cái thói quen. Thì họ khó có thể sống mà thiếu dục lạc được. Khổ thời biết khổ, mê thời vẫn mê. Chúng sanh phàm phu cũng giống như hướng dục lạc, nó cũng giống như là những con thiêu thân thấy ánh sáng của đèn là lao vào đó, để rồi nó chết. Ở đây nếu chúng ta là người có tu tập và chúng ta có biết được Phật pháp, biết được những cái hạnh phúc cao thượng hơn là hạnh phúc của dục lạc, thì như vậy khi mà sống thiếu sắc đẹp đến hay mùi thơm vị ngon dục lạc thì chúng ta vẫn hạnh phúc hơn. Có một lần khi mà các vị tỳ kheo nghe các vị Bà La Môn bàn bạc với nhau ai hạnh phúc hơn ai, có người họ cho rằng Đức Vua Pasenadi, Vua Bibisara là người sống hạnh phúc. Có người thì họ nói rằng Sao Gautama sống hạnh phúc hơn. Thì khi đó Đức Phật Ngài nghe Ngài mới hỏi các vị Bà La Môn, Vua Bibisara hay là Vua Pasenadi, có thể giữ tâm an tịnh suốt cả 7 ngày không? Thì họ đều trả lời là không, không thể được. Vì vua có nhiều chuyện phải lo lắng, phải ưu tư. Đức Phật hỏi vị, họ có thể giữ tâm an tịnh trong 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày được không? Thì họ cũng trả lời là không. Đức Phật Ngài mới hỏi rằng là các ngươi nghĩ sao
Như Lai có thể giữ tâm an tịnh trong một ngày được không? Thì họ nói là được, không những một ngày. Và Đức Thế Tôn có thể giữ tâm an tịnh 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày. Thì Đức Phật Ngài đưa đến kết luận như vậy thì ai hạnh phúc hơn ai? Cuối cùng thì họ đều chấp nhận là chính Đức Thế Tôn là người hạnh phúc hơn các vị vua. Cho nên ở đây thưa quý vị, nếu chúng ta biết thì chúng ta vẫn có một cái thứ hạnh phúc hơn là hạnh phúc của các dục. Chúng ta không cần những cái hạnh phúc của dục lạc hệ lụy mà chúng ta vẫn có hạnh phúc hơn. Nhưng mà nếu nói về cái sự hạnh phúc đem so sánh thì có một đoạn kinh mà Đức Phật này dạy rằng là dục lạc hữu trần là hạnh phúc, nhưng mà không thể sánh được với cái hạnh phúc của sơ thiền. Hạnh phúc sơ thiền không thể sánh được với hạnh phúc của nhị thiền. Hạnh phúc của nhị thiền không sánh được với hạnh phúc của tam thiền. Hạnh phúc của tam thiền không thể sánh với hạnh phúc của tứ thiền. Tứ thiền sắc giới không thể sánh bằng hạnh phúc của tứ thiền vô sắc. Nhưng rồi tất cả các cái thiền hiện thế nó vẫn, mặc dù nó hơn cái hạnh phúc của dục lạc, nhưng mà nó vẫn còn nằm ở trong phạm trù của cảm thọ vô thường khổ. Do đó có thứ hạnh phúc mình diệt trừ cảm thọ thì cái đó là hạnh phúc tuyệt đối, tức là hạnh phúc niết bàn. Quả thật như vậy thưa quý vị, niết bàn năng parama sukham, niết bàn là cực lạc, niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Và tôn giả Sariputta khi có người hỏi tôn giả có cái thứ hạnh phúc nào mà không có cảm thọ, thì tôn giả Sariputta nói chính vì không còn cảm thọ mới thật sự là chân hạnh phúc. Nếu hạnh phúc mà còn cái cảm thọ hạnh phúc đó, thì cái hạnh phúc đó nó chỉ là tương đối, nó vẫn bị vô thường, vẫn còn sự khổ đau. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là cũng giống như người cảm thấy khoan khoái khi mà bị ngứa mà gãi đã ngứa. Lúc mà đã ngứa thì rất là dễ chịu. Nhưng có cái thứ dễ chịu hơn cái cảm giác đã ngứa đó, tức là cái việc, cái sự mà không còn bị ngứa nữa, không còn bị ngứa nữa. Vì nếu còn
cái cảm giác đã ngứa thì có nghĩa là sau khi gãi đã ngứa rồi thì một là nó đau rát, ngưng lại thì nó châm chích, nó khó chịu và nó cứ tiếp tục tiếp diễn cái trạng thái ngứa ngáy bắt phải gãi hoài thì cái cảm giác dễ chịu của đã ngứa thật sự chưa phải là thoải mái. Cái thoải mái nhất là không còn bị ngứa nữa. Cũng vậy, cũng giống như khi mà đạt đến cái trạng thái không còn sự hiện hữu của năm quân là niết bàn, lúc đó mới là hạnh phúc tuyệt đối. Chứ còn nếu có thọ quần, còn cái cảm giác hưởng cảnh thì nó vẫn bị vô thường biến hoại và vẫn có sự khổ đau. Điều này Đức Thế Tôn Ngài đã minh chứng rõ ràng, và chỉ có người trí nghe như vậy mới hiểu được. Khi có tiền thì người ta cảm thấy đó là hạnh phúc, nhưng mà thật sự khi có tiền thì nó xảy ra không biết bao nhiêu là hệ lụy. Nhưng mà chúng sanh thì giống như những con thiêu thân, chấp nhận cái hệ lụy khổ đau đó để được cái hạnh phúc chút ít. Giống như con chó mà gặm cái khúc xương khô vậy đó. Đức Phật Ngài đưa lên 10 cái ví dụ về cái người mà hưởng dục. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận số 2. Và bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa được đặng trở lại, và rất hoan hỷ giờ phút này có Thượng Tọa Tuệ Quyền đã vào trong rừng cho tham dự cái phần thảo luận. Xin thỉnh Thượng Tọa giải tán. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trân sư tổ tư sư, kính thỉnh sư huynh đi nghỉ, chư tăng và sư đệ sẽ lo phần còn lại. Thưa tòa thượng quyền ấy, thượng tòa khoan nghĩ trả lời cho câu thảo luận số 3. Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy rằng chiến tranh, sự can qua, tranh chấp, kể cả tội ác đều có thể bắt nguồn từ dục lạc hết. Nhưng mà mình thấy ở trong đời này có nhiều người họ nói rằng tôi phải phấn đấu vật vã, tôi phải cố gắng làm việc này việc kia để nuôi cha nuôi mẹ, để lo cho gia đình, để lo cho quê hương tổ quốc, và chúng ta có nhiều cái ý tưởng cao đẹp khác. Mà Thượng Tọa có tin rằng tất cả những cái nỗ lực mưu cầu danh lợi đó nó đều bắt nguồn từ dục lạc không? Và nếu mình đặt câu hỏi lại là nếu một người mà không còn tha thiết gì với sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sục lạc thì liệu rằng cuộc sống họ có khác không? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bụt Thầy, giá nam mô Tham Ma, giá nam mô Sân Khai, giá thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? À? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, Tăng Tôn Giác Đăng, Tăng Tọa Minh Hạnh. Tăng Tọa Minh Hạnh, đến Đức Tự Tri, đến Đức Pháp Tính, sư Quang Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ
cũng chưa Phật tử. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì nếu như mà chúng ta phấn đấu ở trong cuộc sống vì tin rằng đó là mục đích cao cả, trong mục đích cao cả nào đó, như đó cũng phải chăng tất cả những tranh chấp can qua trong cuộc đời đều bắt nguồn từ dục lạc, thì có thể nói rằng là nếu không nhất thiết ở với dục thì cuộc sống có khác đi không? Thì quả thật thì ở đây chúng ta phải nói rằng có hai cách. Nếu chúng ta vì mục đích cao cả nào đó mà làm vì mục đích mà phụng sự, vì mục đích hy sinh cho phần đông, cho đại chúng, cho nhân sinh như là Bồ Tát, thì cái đó chúng ta không nói. Còn hoặc là ít nhất cũng là hy sinh, không là Bồ Tát thì cũng phải hy sinh cho đại chúng, cho cái sự nghiệp chung, bằng cách tức là cái gì, là để thoát khổ, để coi như là khai nguồn, khơi nguồn, hay hoặc là chúng ta dẫn lối chỉ đường mà để đưa đến đời sống không đau khổ nữa đó, thì ở đây chúng ta mới có thể là lộ trường. Chứ còn đa phần tất cả những cái mục đích nào đó mà dầu cho chúng ta chịu đựng, chịu đau, chịu khổ, thì tất cả chúng ta cũng đều vì một mục đích, để cho cái gì? Để cho mai sau mình được như thế này, mình được như thế kia, hay hoặc mai sau mình được như thế này, được như thế nọ, cũng như là hy sinh cho đời bố mà củng cố cho đời con vậy đó. Là người ta hy sinh như vậy có nghĩa là người ta có một cái mục đích riêng của người ta mới chấp nhận. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lấy cái hướng căn bản đó chính là dục lạc, hướng căn bản tốt đẹp đó chính là dục lạc. Mà cái sự tầm cầu, ngay cả chúng ta biết, đối với những người mà làm việc, dầu cho đó là những việc thiện, nhưng những việc thiện đó cũng có mục đích, mục đích cũng là thuộc về những mục đích nào mà đưa đến cái vô lậu, thì những mục đích đó nó mới không có bị cái sự can vào của dục. Chứ còn nếu như mà chúng ta hướng tới cái phước hữu lậu thì tất cả nó đã bắt nguồn từ cái tham ái của dục lạc rồi, cái sự mong muốn, cái sự hưởng cảnh, cái sự dính mắc ở trong dục rồi. Đấy là sự thật. Cho nên phải nói rằng là đối với các vị mà hy sinh cuộc đời, hy sinh tấm thân mình để phụng sự cho con đường gì, cho con đường đưa đến cái vô lậu, đưa đến cái giải thoát, thì cách tu đó nó mới cao cả, cái cách hy sinh nó mới cao cả. Còn tất cả những hy sinh còn lại nó đều là bắt nguồn từ cái dục hết, nó đều có cái nguyên nhân của dục hết. Và thật nếu như mà cuộc sống này không có nhất thiết mà liên hệ với dục á, hay là không có tha thiết với dục á, chữ này quý vị có lẽ quý vị ghi là coi như là không có thật, không có tha thiết hay là không có nhất thiết. Yeah. Nếu không có nhất thiết với dục hoặc không có tha thiết với dục lạc ấy, thì cuộc sống có khác đi không? Thì nó khác rất là nhiều. Một phương hướng mà đưa đến vô lậu nó rất là khác, mà một phương hướng đưa đến hữu lậu thì nó rất là khác. Một cái đưa đến hữu lậu á thì người ta làm đanh răng, những cái việc đó là những cái việc thiện, phụng sự hoặc là giúp đỡ cứu tế gì đó, nhưng điều nó cũng đều có một cái, cũng đều có một cái nguyên nhân và đều có một sự mong cầu, hay là ít nhất là còn một số người người ta nói rằng tôi không cầu danh, tôi không cầu lợi. Họ làm gì họ cũng không biết cái mục đích của chính họ ở đây, thì kết quả đó thì nó cũng đưa về cái phước hữu lậu thôi. Còn một người mà làm không vì lợi ích cho mình mà vì lợi ích chung, vì đại sự hoàng sanh, một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian, vì hạnh phúc cho phần đông, vì an lạc cho phần đông, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, hay là chính vì nhìn thấy cái sự đau khổ của lão bệnh tử tăng,
mà Bồ Tát Sĩ Đạt Ta mới bỏ ngôi vàng vợ đẹp con sinh mà xuất gia tầm đạo giải thoát, giờ đem ra giải qua cho chúng sinh. Đó là cái sự thật. Cho nên vì vậy tất cả chúng ta, nếu chúng ta hiểu chúng ta thì chúng ta mới thấy được rằng một số người mà phấn đấu trong cuộc sống, mà thí dụ như dẫu cho là mục đích của chính mình hay mục đích nào đó, chúng ta phải nói thật luôn, mục đích nào đó thì ở đó nó cũng đều có một cái chấp hữu chấp ngã gì đó cho chính mình, về chính trị, về tôn giáo, hay là vì một cái cá hữu, cái một cái đại thể hay là một cá thể, thì cũng đều là bắt nguồn từ dục lạc hết. Cái đó mình phải nói như vậy. Cho nên vì vậy mà cái sự tu tập, cái sự động, cái sự thoát khổ đó, hay là cái sự vượt ngoài cái trầm luân sanh tử đau khổ đó, thì buộc chúng ta phải hy sinh. Tức là trước nhất là chúng ta không có mong cầu mình phải đi về đâu cả. Ước vọng của sanh hữu là đó là sai nữa. Mà dầu cho chứng đắc các tầng thiền cao cả nhất, thì đứng trên cái nhìn của Phật Đạo giải thoát, thì cái đó cũng là con đường đó, nó cũng là không phải như ý mình được, không phải như ý mình muốn được. Vì vậy cho nên ở đây, nếu như chúng ta hiểu biết được, chúng ta thấy rằng dù chúng ta có vất vả hay cái gì thì cuối cùng đều là nô lệ và phục vụ cho tha mái này. Đó là quả thật, sự thật vậy đó. Cũng như bây giờ mình sức thân mình nghèo khổ, sức thân mình thiếu thốn, hay sức thân mình hay hoặc là mình thiếu thốn gì cái điều gì đó, bây giờ chúng ta phải dùng mọi cách để mà chúng ta lấp đáy vá cho nó tròn tràn, cho nó đầy, cho nó đủ, cho nó tốt. Thì chính là cái điều đó, nó là như thế thôi, trong cuộc đời nó là vậy và không thể thay đổi được. Thì bởi vì sao vậy? Bởi cái phương hướng định của chính họ, cái phương hướng của chính họ nó đã là phương hướng như thế rồi. Một đường, một trời đông, một cái trời tây thì nó rất là khác nhau. Thì cũng vậy, nếu như chúng ta mà không có hướng tâm, hay không có tha thiết đối với cái dục ấy, thì cuộc sống của chúng ta hay là cái việc làm của chúng ta, sự suy nghĩ của chúng ta nó khác hơn, nó khác rất nhiều. Vì vậy cho nên đây chính là một điều mà nếu như chúng ta hiểu biết trong cuộc sống, thì chúng ta nên có cái sự tranh thủ ở trong cuộc đời mình. Đừng bao giờ mà và thí dụ như chúng ta làm vì cái đại thể, vì cái đại chúng, hay là làm vì tha nhân, mà sẵn sàng, mà như chúng ta đọc nhớ cái bài kinh Thập Độ không, hy sinh ngoài vật tứ chi hoặc luôn mạng sống xá gì bản thân, Phật xưa pháp độ viện toàn, chúng con nguyện bước nói chân đại từ. Là như thế đó. Và cái cách như vậy đó thì chúng ta mới ít nhất là chúng ta cũng phải, hoặc là chúng ta là những người đã đang tu tập, dầu cho là người tăng hay là tục cũng vậy, mà chúng ta có cái tâm như vậy thì nó mới không có bị dục ảnh hưởng, nó chi phối. Dạ. Và kinh bạch thượng tọa, đây chính là có đôi điều con suy nghĩ như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kinh công đức thượng tọa cùng với ngài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính trình trên thật tự quyền. Thưa quý Phật tử, chúng ta đọc kinh Đại Khổ Quyển thì nên chúng ta nên có một cái nhìn tương đối là toàn diện về bài kinh này. Vì lý do đó gọi là kinh Đại Khổ Quyển, tức là một cái nhìn về sự đau khổ tương đối rất là rộng, nhiều phương diện chứ không phải chỉ là một phương diện. Chúng tôi lấy một ví dụ là ở trong cuộc đời mình, khi mà nói về đau khổ vì thất bại trong công ăn việc làm, đau khổ vì hôn nhân đổ vỡ, đau khổ vì tình yêu bị phản bội, đau khổ vì con đường hoang lộ bị nhiều trở ngại, hay thậm chí là do cái nghiệp quá khứ, thì chúng ta chỉ phán một câu đơn giản là đời là khổ, đời là thế, thiên thu sầu bất diệt,
Mình nghĩ như vậy. Nhưng mà thật ra cái nhìn đó đó, nó tương đối rất là phiến diện, nó rất là hẹp, không giống như Đức Phật Ngài dạy ở tại đây. Ở đây thưa quý vị, rất là vấn đề rất là đơn giản, là mình nhìn thấy một con vật, như con cá hay một con gì đó, nó bị mắc bẫy, bị dính câu, mình cảm thấy rằng tội nghiệp, cảm thấy xót xa, cảm thấy tội nghiệp. Nhưng mà nếu chúng ta nghiệm lại đó, thì chính bản thân của mình thì mình cũng rơi vào trong trường hợp tương tự với một cái thân phận như vậy. Tại sao vậy? Tại vì trước khi mà chúng ta bị dính bẫy, chúng ta bị mắc câu, thì rõ ràng là chúng ta có một cái sự đam mê. Không có con vật nào tự nhiên mà mắc câu, không có con vật nào tự nhiên mà sa vào bẫy. Mà thưa quý vị, nó phải có một ý muốn gì đó. Đó là cái sự thích thú với những cái miếng mồi. Cái mồi chài là cái gì? Rất là nguy hiểm. Và khi nó ăn mồi thì thưa quý vị, nó có vị ngọt của nó, chứ không phải không có vị ngọt đâu. Nó có cái khoái cảm, nó có cái hạnh phúc. Nhưng mà cái vui sướng đó nó chỉ nhất thời, nó rất là ngắn ngủi. Mà cái giá phải trả lại thì nó rất là lớn. Và cuộc sống của chúng ta hầu như đa phần bị khổ đau là tại vì ban đầu nó bắt nguồn từ những cái miếng mồi. Mà những miếng mồi đó nó cho chúng ta cái vị ngọt. Ví dụ nó mồi danh vọng bả lợi. Tuy rằng danh và lợi nó là hư danh, nó là phù du, nhưng mà quả thực nó cho chúng ta một cái mồi. Chúng tôi nhớ có một người nói với chúng tôi một câu chuyện, là người ta lập ra một cái hội. Ở bên Mỹ thì có nhiều hội đoàn lập tự do lắm. Và tự nhiên là họ mời ông này đến, họ đặt cho ông này cái chức gọi là phó chủ tịch. Thì vị này từ một người lâu nay làm ăn cực khổ vất vả, mở một cái garage sửa xe, có tiền đó, nhưng mà chưa bao giờ có một cái mặt mũi nào trong xã hội hết. Tự nhiên người ta cho mình là phó chủ tịch một cái hội, mình gây sung sướng quá, đi đâu người ta cũng giới thiệu mình phó chủ tịch. Nhưng mà rồi vị đó kể chúng tôi nghe rằng sau những cái sung sướng là không biết bao nhiêu cái phiền phức vất vả. Bởi vì sao vậy? Vì chỉ vì cái hư danh phó chủ tịch một cái hội đoàn thôi, mà phải bỏ tiền ra, phải chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng mà thấy rằng mình bị người ta lợi dụng. Thưa quý vị, Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng cuộc sống nó có vị ngọt. Nếu nó có vị ngọt thì nó không có biết, nó không có thành miếng mồi được. Cái mồi để gì? Để dụ dỗ chúng ta. Nếu không có vị ngọt, chúng ta không mắc bẫy được. Rất rất khó. Và rồi chúng tôi làm việc ở trong giáo hội đó rất là nhiều năm. Mà nếu khi mà suy nghĩ lại, xét lại từ đầu chí cuối đó, thì nếu quý vị nào hỏi chúng tôi về chứ, cái gì là cái nguyên nhân thật sự mà của những đổ vỡ, của những cái phiền lụy, thì thưa quý vị, người ta thường trách người này, chê bai người kia, vân vân. Nhưng mà chúng ta chỉ nói một điểm là đối với chúng tôi thì tất cả chỉ là cái hệ quả của tranh danh đoạt lợi. Và trong sự tranh danh đoạt lợi đó đó, thì tất cả đều khổ. Nhưng mà nó là một sự quay cuồng, nó là một sự điên đảo mà con người không vượt ra ngoài đó được. Và khi mà chúng ta lãng lặng rời khỏi đó, đứng ra bên ngoài nhìn lại đó, thì chúng ta thấy nó rất là dễ sợ. Tại vì sao vậy? Tại vì cái điều dễ sợ nhất là chúng ta bị cuốn hút vào vòng xoáy mà chúng ta không thấy được. Quý vị thấy như ở tại Mỹ này bây giờ, dĩ nhiên là khi mà mình sống ở tại một quốc gia có tự do, có dân chủ đó,
thì cái sự bầu cử nó là một cái cơ hội để lựa chọn một người mới để lãnh đạo đất nước. Khi mà đi vào bầu cử đó, tức là người dân có quyền nói lên cái sự lựa chọn của mình. Khi mình đi vào bầu cử đó, thì nó có nghĩa là vận mệnh của đất nước có thể thay đổi theo ý muốn của người dân. Chuyện đó nghe rất là hay, rất là đẹp, chuyện đó có. Nhưng mà thứ vì một cái mặt khác, cái mặt trái của cuộc sống đó, là khi mà người ta muốn đạt một mục đích gì đó, thí dụ như cả hai người đều rất là đạo đức, cả hai người đều rất là tốt, thậm chí đến từ một cái chánh đảng, nhưng một khi mà họ ra tranh cử với nhau thì họ sẵn sàng đả phá với nhau, sẵn sàng độc độ lẫn nhau, sẵn sàng bươi móc lẫn nhau và nói những điều tệ hại nhất. Mà khi qua cuộc bầu cử đó rồi thì nếu người ta lịch sự, người ta gọi đứng, người ta văn minh, thì người ta sẽ ngồi lại nói chuyện một cách rất là hòa hoãn. Nhưng mà trong lúc mà tranh cử, đúng cái chữ tranh cử đó, thì dù là tranh cử trong nội bộ của đảng hay là tranh cử giữa đảng này và đảng kia, thì thật sự người ta đập đổ, không có tiếc, không có nương tay. Thì cái đó nó cũng là một cái hệ lụy của dục lạc. Chúng ta phải thấy ở trong sự tranh danh đoạt lợi đó, nó có nhiều cái hệ lụy, vô số hệ lụy. Và trong cuộc đời này nó có nhiều cái cảnh ngộ mà chúng ta không có ngờ được. Ở Mỹ, thưa quý vị, là một cái xứ quê hương của kiện tụng, có nhiều trường hợp con kiện cha, cha kiện con. Và chúng tôi ở chùa thì nghe nhiều cái bi kịch lắm, là anh em tự nhiên rất thương với nhau, rồi một ngày cha mẹ ở Việt Nam chết đi để lại một ngôi nhà, một miếng đất, rồi anh em kiện với nhau cho miếng đất đó, mà đến nỗi mà không nhìn mặt với nhau. Dạ, kiện nhau đến nỗi mà nghĩa là không biết là sau khi thắng kiện rồi mình chia được bao nhiêu tiền đó, những hạ hội phân giải, nhưng mà nó dẫn đến chỗ ân đoạn nghĩa tuyệt, nó trăm muôn ngàn thứ. Thì bây giờ, thưa quý vị, cái câu hỏi mà tất cả chúng ta phải trăn trở là mỗi chúng ta đều phải đi qua cái cánh đồng nguy hiểm đó. Chúng tôi dùng chữ cánh đồng nguy hiểm là bởi vì chúng tôi có một cái đọc một bài báo là ở bên Campuchia, thưa quý vị. Có những cái nơi mà ở gần biên giới của Thái Lan ấy, thì trong cuộc chiến tranh vừa rồi đó, người ta gài rất là nhiều mìn bẫy. Và khi cái mìn bẫy như vậy đó, bây giờ chiến tranh chấm dứt rồi, nhưng mà rất nhiều người dân Campuchia là bị mìn. Thường thường đó, nó không có mất mạng, nhưng mà cục chân, người Campuchia bị cục chân nhiều lắm. Và những đàn ông thanh niên đi làm ruộng ở vườn, tại vì đó đây mình bị, mà bây giờ không còn ai biết được là ở đâu đặt mìn, gài mìn. Ngày xưa đó thì bên Khmer Đỏ hay là bên lính của Hang Samrin thì có những cái bản đồ, bây giờ không ai biết hết. Và để làm thế nào đó bị dọn sạch một cánh đồng tốn rất nhiều tiền, dạ, tốn rất là nhiều tiền. Mà người Campuchia họ nghèo, họ không có khả năng đó. Thật ra cái chuyện mà lâu lâu nghe người này bị mìn cục chân, lâu lâu nghe người kia bị mìn cục chân mất mạng, thì chuyện rất là bình thường ở Campuchia. Đến nỗi mà các tổ chức quốc tế đó, họ phải lập những cái hội để hỗ trợ cho những người này làm những công việc bằng thủ công, bằng tay để sống, tại vì bây giờ cục chân rồi. Thì thưa quý vị, chúng ta gọi đó là những cánh đồng nguy hiểm. Đi qua những cánh đồng đó, làm việc trong những cánh đồng đó, dễ dàng đụng phải mìn bẫy. Thì đời sống của chúng ta, đây không phải là một vấn đề của triết lý, đây không phải là vấn đề của niềm tin tôn giáo, đây là một thực tế. Cuộc đời này mình không làm thì không được, mà mình làm thì cũng không được. Ví dụ là mình sống vì bản thân, vì gia đình, mình không có đặt ra vấn đề là tìm công ăn việc làm thì không được,
mà có công ăn việc làm rồi thì mình phải tìm công việc làm nào tốt. Chỉ riêng cái công ăn việc làm tốt thôi đó là mình phải trả cái giá cho chị đó. Ngoài cái chuyện cực khổ, ngoài cái chuyện mà bản thân của mình phải có rồi, mình phải phải hơn thua, phải tranh đấu. Thế mình muốn được địa vị đó thì mình phải cạnh tranh với một số người nào đó. Mà trong sự cạnh tranh đó, nó có quan trái, có quan thù. Chúng tôi chỉ mới nghe một ở tại Houston họ than phiền về chuyện là có một người gặp trong quán cơm chay ở trên đường Bel Air làm ăn tương đối khá. Rồi sau này lại có một người bạn thấy làm được như vậy mới làm một quán cơm chay nữa cách đó khoảng nửa mai. Thì mình nói đây là một sự tự do cạnh tranh, nhưng mà có quán cơm chay đồ này rồi nửa mai sau có quán cơm chay kia đó, thì nó tạo ra những cái sự gọi là sự rạn nứt tình cảm thân hữu chị em. Chúng tôi nói rạn nứt là chuyện nhỏ. Điều này nói lên một điểm là ở dưới cuộc đời này, khi mà chúng ta đạt được điều gì đó, chúng ta có điều gì đó, thì đứng với cái giá mà chúng ta phải trả đó, đó là sự quan trái hơn thua. Khó lắm thưa quý vị. Dạ. Có trong chúng ta mà có thể sống như cư sĩ Khatikara, đệ tử của Đức Thế Tôn Kassapa. Cư sĩ Khatikara phụng dưỡng mẹ cha và phải nuôi bạn. Nhưng mà vị này chọn cái nghề không có đụng chạm, không phương hại. Đó là nghề là vị này đến những cái nơi mà những con chuột và những con vật đào hang. Khi nó đào hang thì nó bươi đất lên. Thì vị này lấy đất đó đem về. Lý do vị này không đào là tại vì vị này tin rằng khi mà đào xuống đất thì nó sẽ giết con này con kia. Mà quý vị nào làm ruộng, làm vườn thì quý vị biết. Mình đào đất xuống thì mình phải giết con này con kia. Vị này không lấy đất đó đem về. Và lấy đất đem về rồi, vị này nặng thành, nhồi nặng thành những cái tô, cái chén, cái vật dụng rồi nung lên. Rồi để trước cửa nhà. Rồi để cái dòng chữ rằng ai có cần thì cứ lấy đi. Và có thể để lùm ít tiền hay là để là những đồ để trao đổi. Thí dụ như là để trôi xôi, để chuối, để này kia vân vân. Và vị này đã dùng cái đó là một cách tránh mạng. Tránh mạng tức là mình sống không có gây tổn hại cho chúng sinh khác, cũng không có tranh danh độc lợi với ai, và cũng không có lương lẹo, không có cái đời sống hoàn toàn tránh mạng. Và rất hiếm một vị thánh cư sĩ mà sống đời sống tránh mạng như vậy, nghĩa là vô tranh, đúng là vô tranh cư sĩ, là không có tranh đua gì với cuộc đời hết. Mà với cái lối sống đó, nuôi cha mẹ, cất cái nhà rất đơn giản, đến nỗi mà là một cư sĩ thuần thành của Đức Thế Tôn Kassapa mà chỉ có cúng dường cháo ở trong cái chảo. Khi đi ra ngoài, Đức Thế Tôn đến tự ngài dùng lại. Hay là nhà chỉ lợp bằng mái tranh, nhưng vị này sống hạnh phúc. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong đời này, bất cứ cái gì mình có đều có cái giá phải trả cho nó. Chúng ta thấy rõ ràng đơn giản là không phải mà mình đi chiếc xe bình thường, mình có căn nhà ở đàng hoàng mà không trả giá đâu, ai cũng trả giá. Chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài thấy nó bình thường, ngoài cái chuyện mà đi tìm cách để tạo dựng tài sản, rồi tạo dựng tài sản xong rồi gìn giữ cái tài sản đó. Cái gìn giữ để khỏi bị trộm cướp, khỏi bị mất mát, khỏi bị cái này kia, nó cũng là cả vấn đề. Rồi gìn giữ được mà nếu cái đó mà nó tốt thì nó có sự dồn ngó, dồn ngó của sự tranh chấp, tranh qua tranh lại, rồi từ cái sự tranh chấp đó nó dẫn đến muôn ngàn thứ hệ lụy. Chúng ta chỉ lật một bài báo ra thôi. Thật ra ngày hôm nay mà chúng ta nhìn thấy những vấn đề ở tại Trung Đông, ở tại Syria, ở tại Libya, vấn đề ở tại Biển Đông, vấn đề Biển Hoa Đông, nhiều vấn đề khác. Đôi khi một người nhìn thấy vấn đề qua quan điểm chính trị, nghĩ rằng nó là vấn đề ý thức hệ, đó là vấn đề này, vấn đề khác. Thật ra tất cả sự tranh chấp, nó đều tranh chấp hết. Sự tranh chấp bắt đầu có cái là tôi muốn và anh phải nhường,
tôi muốn anh phải đi chỗ khác, tôi muốn được phần lãnh phần hết. Tất cả đều là hệ lụy của dục lạc hết. Dạ. Chúng ta nhìn cái nhìn của người con Phật là nó là cái hệ lụy từ sự tranh chấp. Nếu mà cái đó không ra gì hết, nếu mà Biển Đông không có những tài nguyên thiên nhiên, nếu Biển Đông không có những cái nguồn lợi về hải sản, nếu Biển Đông không có cái giá trị về chiến lược, thì ai tranh chấp để làm gì? Nhưng mà bây giờ nó có thể là cái bồ lỗ của chiến tranh. Tại vì sao vậy? Ở đó có quyền lợi. Ở ngoài khơi Ấn Độ Dương, thưa quý vị, gần Nam Cực, có những cái vùng đất mênh mông, đại dương mênh mông mà chẳng ai đến tranh để làm gì. Muốn làm gì làm đó. Tại vì sao? Nơi đó không có quyền lợi. Tranh tranh đoạt lợi là cái gì? Nó cố hữu của đời sống. Mà mình đừng nói cái chuyện nước này đến nước kia, mà nói ngay cái chuyện mà giữa những người quen với nhau, giữa bạn bè, ngay cả giữa vợ chồng, nó biết bao nhiêu bi kịch. Ở Mỹ này, thưa quý vị, nó có những câu chuyện về vấn đề lý dị. Lúc người ta thương nhau thì cái gì cũng thể cho nhau được. Thậm chí đôi khi họ muốn hy sinh những gì họ có để cho người mình được yêu thương. Nhưng mà khi hết yêu thương rồi, khi mà đụng đến chuyện lý dị rồi, thì đôi khi người ta phải dùng cái chuyện rất là bẩn thỉu. Và rất là bẩn thỉu. Nghĩa là họ tính với nhau từng chút. Tất cả đều là sự tranh chấp hết. Đức Phật Ngài không có dạy chúng ta sống bằng một thái độ tiêu cực. Nhưng mà Ngài dạy chúng ta sống với một ý thức hiểu biết trọn vẹn về cái hệ lụy của cuộc sống. Cái ý thức này nó cho chúng ta một số cái lợi lạc. Cái lợi lạc đầu tiên của sự ý thức đó là chúng ta không có đau khổ quá độ. Chúng ta không đau khổ quá độ. Lấy ví dụ, chúng ta làm việc ở trong một tổ chức mà tổ chức có tranh chấp, thì chúng ta thường thường phẫn nộ. Tại sao? Và tại sao tôi tốt mà người khác lại tấn công tôi? Tại sao tôi đàng hoàng mà ta bị bán? Nhưng mà nếu chúng ta lùi lại một bước, nhìn thật kỹ, những hệ lụy đó là tự nhiên. Những hệ lụy đó là tự nhiên. Không cần biết mình tốt, mình xấu. Nhưng mà nếu mình là sự đe dọa của bất cứ ai đó, và cái chỗ đó là chỗ người ta muốn, mà mình đang có khả năng để chiếm cái địa vị đó, cái chỗ đó, vị trí đó, người ta tấn công mình. Đó là cái hệ lụy tự nhiên của đời sống. Chúng ta đi làm việc ở trong hãng xưởng mà người ta chỉ trích, thì nó cũng là hệ lụy cuộc sống. Ở tại Mỹ này, thưa quý vị, có cái nghề mà người Việt Nam làm rất là nhiều, và chúng tôi cũng nghe nhiều người than phiền lắm, những người Phật tử, đó là nghề làm neo. Mới nghe thì rất là đơn giản, cái nghề đó không cần vốn liếng nhiều, nhưng mà người ta cũng nói được một mặt trái của cái nghề đó, đó là mặc dù vốn liếng ít, làm cái gì nhiều, nhưng mà cái sự cạnh tranh ở trong đó nó làm cho cuộc sống chán nản lắm, nó đúng cái hệ lụy. Chỉ cái chuyện là cách của người này, cách của người kia, làm việc này việc kia, mà khi chúng ta nghe nói chúng ta rất là tội nghiệp. Đi làm thì có tiền, nhưng mà nó phiền lắm. Thì khi mà chúng ta ý thức được lời Đức Phật dạy là hễ mình mưu cầu có được cái này, có được cái kia, thì phải có những hệ lụy, thì phải có những tranh chấp. Và nếu chúng ta ý thức được điều đó, khi mà bản thân của chúng ta một mũi dùi, bản thân của chúng ta là cái chỗ bị tấn công, thì chúng ta sẽ ít có phiền não hơn. Tại vì sao? Tự nhiên nó phải là như vậy. Giống như bây giờ mình đi vào rừng, Mỹ chúng gọi là off-road, là đi vào rừng, thì tự nhiên nó phải gặp ghềnh, nó phải ghề, nó phải có gai nhọn. Nếu chúng ta đi vào trong cuộc đời mà chúng ta đi vào rừng mà mình nghĩ rằng con đường phải bằng phẳng, con đường phải trơn tru, con đường phải đẹp đẽ, thì nó phải là rừng. Tại vì nó là chân hồ, nó là rừng rú. Và rừng rú thì nó phải có những cái gồ ghề, nó cũng phải có trèo lên, tuột xuống, và nó cũng phải có gai nhọn, v.v. Tại vì nó là rừng. Cái bản chất của cuộc sống chưa bao giờ là bình an. Tất cả những ai đã uống gần cạn chung rượu đời, tất cả những ai
đã kinh qua những thăng trầm của cuộc sống đều hiểu một điều rằng cuộc sống phải có cái giá để mà trả. Thậm chí để cho con mình thương mình, để cháu mình thương mình, để cho người hôn phối thương mình cũng phải có cái giá để trả. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình sanh ra đời mình do mình có phước, do mình cầu nguyện mình có được mọi thứ nhẹ nhàng êm ái, thật ra chúng ta rất ngây thơ về việc đó. Trong cuộc đời cái gì cũng phải trả giá cho nó hết, nhưng mà chưa hết, có rồi mà giữ được vấn đề. Chúng ta nghĩ về có rồi mà giữ được cả vấn đề. Ví dụ như chúng ta ở Mỹ này, vị nào mà về bên sống ở Texas, nơi mà chúng tôi đang sống, thì quý vị nếu có dịp so sánh giữa Texas và California đó, thì cái thuế nhà ở Texas nó rất là cao, có khi có những vùng, những khâu chỉ tới 7-8%. Có nghĩa là một năm một người mà có một căn nhà ở tại Houston, một căn nhà được, đôi khi họ phải đóng thuế cả 90.000 Mỹ kim. 90.000 là một con số lớn. Và nếu họ ở căn nhà mà tương đối là 300-400.000, tại vì cái tiền thuế rất là cao. Chúng ta chưa nói đến chuyện khác, chưa nói đến chuyện cắt cỏ, chưa nói đến cái chuyện mà bảo trì, chuyện đó, chuyện thuế rồi, thuế bất động sản thôi, thì phải trả. Thật ra một con người mà sống ở một cái xã hội như xã hội Hoa Kỳ đó, dù mình có nhà, có xe, có tàu, cái người có đó thì thật ra họ rất là hãnh diện. Tôi có xe, có nhà, có tàu, có đầy kia. Nhưng mà thưa quý vị, riêng như chuyện đóng thuế không, nó cũng mỏi mệt, rất là mỏi mệt. Có lần chúng tôi nghe một Phật tử quen ở chùa, họ có căn nhà ở Galveston. Thì mình nghe nói là một người mà có căn nhà ở phố, được có căn nhà chỗ biển nghỉ mát, hạnh phúc quá. Nhưng mà khi mà họ nói về cái thuế mà phải trả hàng năm không, thì chúng tôi phải nói rằng mình thấy nó mỏi mệt chứ không phải mệt. Tại vì sao vậy? Tại vì nó không có cái gì mà mình có rồi nằm yên tại đó, không có đâu. Dạ, gìn giữ, bảo trì, trả tiền thuế, bị phiền phức này, phiền bảo vô rồi không biết làm sao vân vân. Và nó có muôn ngàn hệ lụy. Người ta nói tiền to sống lớn, ít bao giờ mà tiền to sống không lớn. Thành ra với một người sống trong cuộc đời mà mình nghĩ, cái mà mình có nghĩa là nó hoàn toàn tùy thích, hoàn toàn tùy tâm, mãn nguyện, hoàn toàn là hạnh phúc đó. Thì như vậy chúng ta chưa hiểu cái gọi là có cuộc sống. Cái có đó phải trả giá hết. Người ta nói người nghèo khóc là người giàu cũng khóc. Ai cũng có vấn đề, ai cũng có cái giá mà mình phải trả thứ. Và rồi chúng ta chưa kể một vấn đề là trong cái có đó, nó còn có cái sự là mời một hiểm họa. Và như Đức Phật dạy tại đây, mời một hiểm họa. Tại sao nó mời một hiểm họa? Một người phụ nữ đẹp á, thì cũng có cái phiền của cái đẹp của mình. Một người sống trong danh lợi cũng có cái phiền của danh lợi của mình. Chúng tôi có quen với một Phật tử bị đến làm ca sĩ. Thì vì nó có lúc vừa đi trên xe từ Dallas về Houston, tâm sự một điều đó là làm cho mình nổi tiếng. Nó có từ một người mà có giọng ca giọng hát mà trở thành một ca sĩ nổi tiếng là khó. Khi mà được quần chúng biết đến, được thính giả yêu thương rồi đó, mà để giữ được cái địa vị trong lòng họ, nó là vất vả lắm, chứ không phải như chúng ta nghĩ đâu. Dạ, một ca sĩ mà nổi tiếng rồi mà để tiếp tục tồn tại trong lòng của khán giả, nó vất vả lắm. Nhưng mà rồi ở trong cái sự gìn giữ cái chỗ đứng của mình ở trong lòng của giới thưởng ngoạn, ở trong lòng của quần chúng đó, nó còn có thêm một sự cay đắng khác, đó là cái sự cạnh tranh khốc liệt giữa những người đồng nghiệp của mình. Dạ, nó có nhiều cái thủ đoạn, nó có nhiều thứ. Và khi mà vị này kể lại thì mình thấy rằng thật ra người nào mà biết những chuyện đó thì mình thấy làm ca sĩ không hạnh phúc giống như chúng ta nghĩ. Cũng giống như lâu lâu chúng ta thấy những cái diễn viên mà ngày xưa chúng ta gọi là minh tinh,
bằng bạc hay là những tài tử đóng phim, mình thấy họ nổi tiếng như vậy, thấy họ đẹp như vậy, họ giàu có như vậy, thì thật ra có nhiều người sẽ cảm thấy rất là thích. Đó là một cái thần tượng của mình, đó là một cuộc đời mà mình rất là yêu thích. Nhưng mà rồi thưa quý vị, khi khi mà chúng ta thỉnh thoảng có những cái vụ án, và có những vụ án đưa ra như là những ngôi sao vàng bạc, những ngôi sao, những tài tử của Hàn Quốc hay của Hollywood, mà để họ đạt đến một cái địa vị, một cái sự nổi tiếng hay là một cái địa vị nào đó trong cái giới giải trí, thì thứ vì họ trả nhiều cái giá, có những cái giá rất là khủng khiếp, mình không ngờ được. Dạ, họ bị lợi dụng, bị trù dập, bị thế này thế kia, rồi chưa đủ bao nhiêu sự cạnh tranh. Đa phần cái mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta nhìn thấy cái hào nhoáng ở bên ngoài, chúng ta không nhìn thấy cái sâu ở bên trong. Về vấn đề này thì thật ra đa số chúng ta cũng có thể mường tượng được, nhưng mà có nhiều khi mình muốn quá thì mình cứ lao đầu vào phải, và muốn quá lao đầu, và cái lao đầu nó bắt chúng ta trả một giá rất là lớn cho nó. Nhưng mà rồi lại có thêm một cái hệ lụy khác mà chúng ta thấy tại đây, đó là tội ác. Con người vì tranh danh đoạt lợi, con người vì thỏa mãn thị hiếu của mình, tạo không biết bao nhiêu tội ác. Và đã gọi là tội ác thì phải trả giá cho cái tội ác đó. Người thứ vì khi mà ra trước tòa bị tuyên án thì thường nói lên những câu rất là hối hận. Nhưng người ta nói rằng lúc đó hối hận thì đã muộn rồi. Đa phần chúng ta bị rơi vào trong trường hợp là chúng ta không thấy được cái điểm dừng. Mình dừng ở mức độ ở điểm nào mà mình ít khổ, mình dừng ở điểm nào mà mình không bị hệ lụy, mình dừng ở điểm nào mà mình không phải vào tù ra khám, mình dừng ở điểm nào mà mình không phải trả cái giá quá đắt cho cuộc sống. Đôi khi con người không biết điểm dừng được. Cái điểm dừng thấy như vậy chắc khó trong thực tế. Người ta có câu nói rằng một người có trí là người biết ở cái mức độ nào là điểm dừng. Nhưng mà nói như vậy không có đơn giản. Con người của chúng ta cứ lau đầu vào. Lấy ví dụ như là chúng ta nói về ở tại Việt Nam. Ở tại Việt Nam là một cái nơi mà thưa quý vị, cái nạn hối lộ rất là lớn. Có nhiều người có chức có quyền thì tự nhiên họ muốn dùng chức quyền đó để làm giàu. Nếu họ làm giàu ít thì có lẽ họ không chết. Nếu họ làm ít, nếu mà họ biết đủ thì họ không đến nổi. Nhưng một khi mà đã lao vào trong vùng danh lợi rồi thì không có dừng được. Rồi một khi mà họ bị lộ ra những cái chuyện làm sai trái, rồi bị truy tố trước pháp luật, họ mất hết tất cả mọi thứ. Không phải chỉ có địa vị mà kể cả tiền bạc, và kể cả những tháng ngày thông dong ở bên ngoài mà phải ngồi tù chẳng hạn. Thì cái chuyện đó đầy dẫy, chuyện đó không có ai phải giấu về chuyện đó. Ngày xưa thưa quý vị, người ta hay giấu ở các nước cộng sản, phải giấu về cái sự thối nát của cán bộ. Bây giờ thì người ta không giấu được. Người ta thấy rằng từ một cái vị bậc cầm đầu hải quân, một cái binh chủng lớn của Việt Nam cũng hối lộ, một ông bộ trưởng hối lộ, ông đủ thứ mọi thành phần. Mà cái chuyện đó nó không phải riêng ở Việt Nam mà đầy dẫy ở khắp nơi trên thế giới này. Tại vì sao? Đơn giản là chúng ta hiểu rằng rất khó để chúng ta đánh dấu một cái điểm dừng, tới đó là đủ, và đi ra nữa là khổ. Mà con người chúng ta đó thường chỉ hâm mộ những cái hào nhoáng, nhưng mà chúng ta không có hâm mộ những người biết những điểm dừng. Ở trong đời này ai mà biết những điểm dừng đó thì người đó sống an lạc. Thì như vậy khi chúng ta nói về điều này đó, không phải là
con người chúng ta phải hoàn toàn bỏ tất cả, như là tiền thân của Đức Bồ Tát, bỏ gia đình, bỏ sự nghiệp, danh vọng, kể cả bỏ ngay vàng đi vào trong rừng. Cái chuyện đó là một chuyện rất là cao cả, rất là hy hữu, không phải ai chúng ta làm được. Nhưng mà nếu chúng ta sống bằng một cái tâm niệm có ý thức, và tâm niệm có ý thức thấy rằng dục lạc có nhiều nguy hiểm, dục lạc có nhiều hệ lụy, và chỉ riêng về cái ý thức đó thôi đó, thì nó cũng cho chúng ta một thứ rất là trong cuộc đời, đó là sự bình tâm. Dạ, đó là sự bình tâm. Thí dụ bây giờ trong cuộc sống mà quý vị có còn nghe được chúng tôi nói không? Không biết quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Xin lỗi quý vị có còn nghe chúng tôi nói được không vậy? Để quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Thì chỉ riêng khi một cái ý thức rất là rõ ràng là danh lợi có nguy hiểm, dục lạc có nguy hiểm, thì nếu ở trong cuộc sống này mà chúng ta thất bại, chúng ta bị những cái đối mặt với những cái quan nghiệp của đời sống, thì chúng ta cũng thấy nhẹ lòng đi, nghĩ rằng đó là điều tự nhiên. Đã dấn thân vào trong đó thì tai phải nhúng chàm, đã dấn thân vào trong đó thì có khổ lụy, đã dấn thân vào trong đó thì có bị trầy xước. Chỉ riêng chuyện đó khiến cho chúng ta có được sự bình tâm. Ngoài cái sự bình tâm này là nó cũng cho chúng ta thấy một cái nhu cầu khác, đó là chuẩn bị cho một thứ hành trang, một hành trang tinh thần, một cái hành trang. Chúng tôi lấy ví dụ, thưa quý vị, đối với bản thân của chúng tôi đó, chúng tôi nói kinh nghiệm bản thân chúng tôi, càng thấy được những cái chuyện mà chúng ta nói là khổ đau hệ lụy về những cái sự tranh danh đoạt lợi đó, thì chúng tôi thú thật với quý vị là chúng tôi càng khoan hỷ với Phật Pháp, chúng tôi càng khoan hỷ với những cái giờ phút lật từ những trang kinh đọc. Hay là chúng tôi cũng phải thưa quý vị rằng cái công việc làm việc sinh hoạt ở trong lớp Phật Pháp Bố Thí Ma đó, nó cũng mất nhiều thời giờ trong cuộc sống, nhưng mà chúng tôi không thấy đó là cái khổ. Chúng tôi phải nói chưa bao giờ chúng tôi thấy cái chuyện mà sinh hoạt Phật Pháp là cái khổ, mà chúng tôi luôn luôn thấy đó là một sự an lạc. Tại vì sao vậy? Khi mà chúng tôi sống với sinh hoạt với Chư Tăng và với Phật tử tại đây, thì thứ nhất mình gần với lời dạy của Đức Phật mỗi ngày, và thứ hai nữa cũng có cái hành trang mang theo ở kiếp sau, và điều thứ ba thì thưa quý vị, ít nhất là công việc tại đây nó là một việc mà cho dù nó không được gì người khác, nhưng mà nó vẫn là một sự lợi cho trí tuệ, cho đời sống tinh thần. Nó vẫn an lạc hơn là cái chuyện mà lao vào công việc ở bên ngoài, về danh về lợi ở bên ngoài. Thì chúng ta thấy một điểm là một khi mà mỗi lần mà mình nhìn thấy như thí dụ như cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ sắp đến vào tháng 11 này, chúng ta có thể nhìn cái cuộc bầu cử đó qua nhiều góc nhìn khác nhau, về chính trị, về quan điểm, về thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta nhìn trong cái nhìn của người Phật tử thì rõ ràng tất cả là một bức tranh nói về sự hệ lụy của tranh chấp, của tranh danh đoạt lợi. Và trong cái hệ lụy đó, nó muôn ngàn đau khổ, không có cần phải chúng ta phải môi mốc, phải chịu khó đi tìm vào đó. Nó xảy ra đập thẳng vào mắt của chúng ta. Nó đập thẳng một cách rất là rõ ràng là đó là cái giá của danh, của lợi. Đó là cái giá trả. Nó khủng khiếp lắm thưa quý vị. Nếu mà chúng ta nhìn thấy được
một cái bức tranh toàn diện như vậy thì chúng ta mới hiểu tại sao là dục lạc là vui ít khổ nhiều mà hệ lụy mà nguy hiểm nó nhiều hơn. Và về điểm này đó, khi chúng ta thấy được điều đó thì chúng ta sẽ bình tâm lại. Dạ. Đức Phật Ngài không nói về những cái nguy hiểm của dục lạc để chúng ta nghe cho vui đâu. Ngài không phải Ngài dạy những điều này để cho chúng ta triết lý đâu. Mà Ngài dạy những điều này là những bài học rất thẳng, rất thực và rất là lợi lạc nếu mà chúng ta chiêm nghiệm. Con người chúng ta, thưa quý vị, đôi lúc mang cái thân phận rất là đáng thương. Thỉnh thoảng mở tivi hay là xem YouTube, có những con cá nó lội tung tăng ở dưới dòng suối, nhưng mà tự nhiên nó thấy có một cái miếng mồi rất là ngon, một con trùng thả xuống hay một con nhái đang bơi chẳng hạn, thì đến nó táp cái đó. Nhưng mà nó không có hiểu gì, hiểu rằng cái con trùng, con nhái mà cái miếng mồi hấp dẫn đó, đằng sau đó, ở trong đó là một cái lưỡi câu, và đằng sau đó nó là một cái tai họa. Khi mà nó đã cắn mồi rồi, nó đã đốt mồi rồi đó, thì nó bị lưỡi câu móc vào miệng, đau khổ, đem ra khỏi nước bị vùng vẫy và trở thành một nạn nhân của người câu cá. Mình không thấy từ một con cá tung tăng ở dưới suối, dưới hồ, bây giờ trở thành một con cá cắn câu. Thân phận đó nó cũng đáng thương như là chính bản thân của tất cả chúng ta. Chúng ta thường đáng thương như vậy. Chúng ta đi vào đời, chúng ta muốn rằng có nhà, có xe, có này, có kia. Chúng ta đều phải trả cái giá rất đắt cho những cái mà mình có. Đi tìm cầu những thứ đó là cũng đã mệt mỏi rồi. Có mà giữ không được là mệt mỏi rồi. Mà có được, giữ được, mà tránh được những cái tranh chấp, những cái đe dọa, những cái chi phối khác, thì nó cũng là một khó khăn. Thì như vậy, có những lúc mà chúng ta nên sống rất an lạc với chính mình trong giờ phút này. Buổi sáng thức dậy, buổi tối sắp đi ngủ, nghe được một bài pháp, nghe được lời Đức Phật dạy. Những cái niềm vui này có khi nó rất là nhỏ bé. Với nhiều người, ô, cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà trong cái niềm vui đó, nó không bao giờ nó quay lại nó cắn chúng ta. Ngày Bửu Thác Cô Sáng Ngài nói rằng hãy coi chừng hạnh phúc. Có những hạnh phúc nó quay lại nó cắn mình, hạnh phúc không quay lại cắn mình. Giống như con chó, có những con chó phản chủ cắn chủ, con chó không phản chủ. Thì thưa quý vị, suốt cuộc đời chúng ta đó, chúng ta nhớ cuộc sống tinh thần, cái tâm tư hướng về Phật Pháp và cái đời sống trí tuệ tuy rất là nhẹ nhàng nhưng mà lại cho chúng ta niềm an lạc thật sự. Còn tất cả chúng ta khi mà ngồi nghiệm lại những gì mình trải qua trong cuộc đời, từ tình yêu cho đến tiền bạc, cho đến địa vị, cho đến những cái thành công trong sự nghiệp, tất cả đều có giá phải trả. Và nếu chúng ta xét cho kỹ, cái giá đó nó quá lớn, nó không đáng để chúng ta bỏ cả cuộc đời quý báu cho những việc đó đâu. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Liên Phật Pháp Gautama ở tại đây. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị, đảnh lễ Sư Tôn Đức đã vào rung để chia sẻ, và thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Thanh Thủy, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ Ngâm Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúc chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn.
chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Yeah.